đồ mới mới không à, thấy ham lắm. Thôi đừng có ham mấy cái đó nữa, đồ dạ, bây giờ đó. Hết chấm ham nữa rồi. Dạ bà hứa hết chấm ham rồi phải không? Đem về đây nhà đầy cửa tới chồng còn quảng hồn bỏ đi nữa. Chồng quảng hồn luôn á bà. Đó bởi vì bà thấy không, bà cứ đem cái gì bà cũng đem về nhà hết rồi, trong đó rồi gắn nghít mũi mồng rồi lúc đó mũi chích ông đó rồi bệnh hoạn nãy kia với bông bà đó. Dạ lời nói đầu tiên Mạnh chào cô chú anh chị, thì buổi trưa nay á Mạnh mua cho bà hộp cơm để cho bà ăn nữa, để trưa bà không có cơm ăn á. Dạ. Thôi bà anh Mạnh mua cơm cho bà nè. Này bà ơi. Đây, dạ con mới mua hộp cơm cho bà nè, để trưa bà ăn nha bà. Rồi bữa nay bà có khỏe hơn nhiều chưa? Trưa nay khỏe hơn bà. Dạ. Con ăn chưa? Con ăn rồi. Vậy bà nói chuyện với anh Mạnh chút nha. Dạ, con chào bà nha. Dạ. Dạ thì giờ này cũng có cái dạ có rồi bà. À, giờ bà là khỏe rồi phải không? Khỏe rồi. Dạ. Xe khóa cửa hả? Dạ xe phát cổ rồi bà. Chưa chưa rồi đó bà, nhớ ăn cơm vô nha bà. Ăn cơm, nhớ ăn cơm vô nha. Rồi trong người bà hôm nay thấy sao rồi? Cô chú đang quan tâm hỏi bà. Dạ trong mình thì khỏe hết, bắn pháo rồi bốc lỗ tai rồi con thì bốc hết cái này cái kia cốc luôn hả? Rồi hết cái đó. Rồi hết nhức đầu. Hết nhức đầu luôn. Rồi hết đau đầu. Hết đau đầu. Rồi hết đau lỗ tai. Hết đau lỗ tai luôn. Rồi may mắn quá bà ơi. À, con cũng bây giờ chỉ toàn đòn nó dướng còn cỡ chứ không còn đau còn cỡ nữa. Dạ. Rồi với sao bà? Mà với hơi mà nói chuyện gì thì nó hơi mệt một chút thôi rồi. Dạ. Cũng rồi hầu khỏe rồi, ăn uống đồ cũng được bình thường, cái lưỡi cái miệng đồ với dài dùng ruột rồi hết đau rồi. Dạ. Vậy là được bình thường hết rồi phải không? Dạ, con nhớt đồ mở tờ cổ á. Dạ, nhớt là tại mình đang nóng trong mình đó bà. Cái dần bữa hai bữa là hết à. Dạ. Rồi, cậu có đi đâu bữa cái gì đó còn tuần lễ nữa lại đó. Dạ. Ngày 7, 27. Dạ, 27 phải không? Con lại con đưa bà đi khám, tái khám phải không? 27 đi test, nếu như còn thì cho thuốc uống liên tục, điều trị liên tục. Còn dạ. Hết thì 27 đi test hết thì cho gì về, cho về. Dạ. Cho về nhưng mà cũng có ta cho ta mua thuốc về nhà uống. Dạ. Thì 27 thì con lại đưa bà đi nha. Dạ. Dạ. Con cũng mong cho bà một gạch thôi, đừng hai gạch. Hôm qua bà hơn con luôn đó. Bữa con test có một gạch là bà cấp cao, bà được hai gạch luôn. Giờ nói cho hai gạch mà không một gạch hả? Dạ hai gạch là mình bệnh đó bà. Dạ. Còn một gạch là không có bệnh. Một gạch không có bệnh hả? Dạ. Phụ nữ hai gạch là tốt lắm á. Dạ. Dạ. Nói cho bà vui á. Dạ. Dạ. Chứ bệnh này bây giờ bình thường lắm bà ơi. Vài ngày là hai ba ngày là hết à. Hai ba ngày hết sang nhà có thuốc điều trị ha. Dạ đúng rồi. Bây giờ tại bà cũng chích rồi đó. Dạ. Bà chích hai mũi rồi. Hai mũi rồi bị dạ. Mũi ba chích không được, bị thiếu mỡ màng, thiếu mỡ não, sắt với bị suy tim, yếu tim nữa. Dạ. Rồi chích không được. Dạ. Hôm trước chích thuốc và tôi có bị tê rồi này kia nọ, đem lại nói ha, tại bị nền nó có sẵn vậy không sao. Dạ đúng rồi. Từ từ nó hết. Dạ từ từ nó hết rồi bà. Bà gắng nhớ gắng ăn uống đồ vô. Ừ. Ăn giữ gìn sức khỏe, ăn uống nhiều đồ vô nha bà. Ừ. Để cho mau hết bệnh. Ở cậu quay cho tôi gặp ông Tư coi ông khỏe chưa. Dạ hồi nãy đó, giờ tí con quay cho bà gặp ông Tư nha. Ừ. Dạ. Rồi bà cứ lo ăn uống vô, rồi cái tô bún hồi sáng á. Rồi bà đã có đem ăn xong rồi chưa? Ít rồi bà có đem ra ngoài chưa? Hay là còn ở để ở chổng nữa? Đem ra ngoài rồi. Thiệt không? Chắc bà nó dốc con rồi. Đó, đó đem ngoài rồi.
bà không có ăn đồ cũ rồi nha. Dạ cô chú ở đây không thích bà ăn đồ cũ đâu. Quý cô chú biết không, sáng á anh Tăng mua bún riêu mua lại cho bà thì mà ăn lại chừa lại còn dư á, dư cái là chừa lại để chưa ăn, không chịu mà bỏ nữa cô chú, thật sự luôn, tiết kiệm gì mà tiết kiệm đó. Cô chú cho tiền bà là để ăn uống, để giữ gìn sức khỏe, chứ không phải là bà ăn nhiêu đó rồi bà chừa lại, lúc mà sau này bà có bệnh á còn tốn tiền hơn nữa luôn á. Bởi vì cho nên là bà ăn gắng giữ gìn sức khỏe lên, ăn nhiều vô, đừng có tiết kiệm nha bà. Bây giờ trước tiên á thì bà cứ sáng con mua nè, trưa con mua, chiều con mua thì bà cứ ăn đi. Dạ đó thì ngày 3-4 cử đó thì bà có ăn rồi, cho nên bà không cần phải chừa lại nha. Hứa nha, bà hứa với cô chú rồi, không có hứa với con đâu. Bà hứa với cô chú đi. Hứa với cô chú ta ăn rồi còn dư thì bỏ chứ không có để đậy lại để ăn lại. Dạ. Đậy lại bỏ cho cái thùng của người ta cho con vật nó ăn. Dạ. À, bà đã hứa rồi đó, cô chú nghe rồi đó, con dạ. Quay lại hết rồi đó nha. Dạ. Bà là cái lời hứa bà là phải giữ lời nha. Dạ. Dạ, rồi cái tay sao bà cầm vậy? Có bị gì không? Dạ, sáng tiền con mới mới đưa bà phải không? Dạ. Tiền này sáng ai đưa gì ta? Ai đưa bà vậy bà? Ừ. Ai đưa? Cậu dạ cha. Dạ, con tên gì? Cậu tên Mạnh. Dạ, đúng rồi, con tên Hùng Mạnh. Dạ, con tên Hùng Mạnh đó. Dạ. Có hỏi cần tiền không? Xin nó, xin nói ngại quá, không lẽ. Ngại quá. Xin, mà không lẽ. Con không có hỏi bà cần tiền xin dạ, không? Dạ, nói muốn có cha trả tiền tôi mừng. Dạ. Hỏi thì cũng ngại quá à. Dạ, con ơi, sáng con có hỏi bà muốn có tiền nữa không? Chứ con không có hỏi là bà cần tiền xin không? Có hỏi muốn có tiền nữa không? Dạ. Xin nói cũng ngại quá. Ngại quá. Nó muốn rồi không lẽ nói xong. Dạ. Cũng ngại nữa. Ai dạ. Cho tiền mừng. Dạ. Chứ bà lớn rồi con phải nói chuyện. Xài xài không cần xài. Dạ. Gói. Dạ. Gói lại để đó. Dạ. Rồi khi nào có thèm ăn cái gì đó thì mua. Dạ. Ở đúng rồi. Ở đây cũng có trưa chiều đó cũng có người ta bán đồ hoài hoài à. Dạ. Rồi chưa cách ly thì cũng dám kêu lại mua, bây giờ hết dám rồi. Dạ. Mình cách ly đóng cửa ở nhà chứ đi ra ngoài nhiều bà con thấy rồi nói à, ủa nói cách ly xong bà còn đi tùm lum vậy đó. Dạ. Là đi cách ly đúng chứ rồi quá à. Dạ, mình phải giữ an toàn cho người khác. Dạ. Nữa bà. Dạ. Dạ rồi bà, cái xô nước này bà làm gì đây? Cái xô nước này mốt để dành có ăn rồi ra rửa tay rửa miệng lại vô uống nước. Nước này nước sạch hay nước gì mà bà múc để dành rửa miệng? Nước sạch lắm, nước con ngải á, nước cây á. Dạ. Nước cây để rửa chén đồ. Chứ nước là đồ. Dạ, nước con mua mấy cái chai, mấy cái lốc nước lọc là bà uống nước đó chứ không có mà uống mấy nước này nha. Dạ, uống nước đó không à, mỗi lần đó thì chưa có được nhà thiện nguyện giúp đỡ thì nấu nước đó uống nước. Dạ. Còn ông Tư thì tôi nấu nước thùng nước họ mua đó cho ông uống. Dạ. Tôi uống hạt tiện đó tôi nấu nước cây uống không à. Dạ. Uống nước sao nó khẹt khẹt một cổ nó không dám uống nữa. Khẹt đó bà. À, thì bà cứ nhớ là uống nước này nha. Dạ. Rồi bà nhớ là lo ăn uống vô. À cậu nghe Minh Tăng nói cho có đường là ông Tư uống bệnh rồi hết bệnh được về không nè. Dạ về. Hả? Dạ về. À, tôi thấy nhà cậu thiện thì nuôi trẻ đồ nuôi bu với trên lầu đâu có người nào dư đâu mà nuôi ông Tư được. Dạ đúng rồi. Còn không tại anh á anh Lượng á chủ yếu là không hợp không anh Lượng chủ yếu á là lên chữa bệnh cho ông thôi. Dạ. Dạ. Bệnh là cho về ha. Dạ đúng rồi, chữa bệnh cho ông thôi rồi đưa ông về với bà. Đưa về, một là đưa về, hai là đưa vô nhà lão. Tôi nói tôi không vô ở nhà lão. Dạ con cũng nghĩ là ông về vô là hai vợ chồng vô hết. Dạ đúng nói rồi về tại... vô mà lão không được. Dạ. Bị tôi thì còn đi đứng đi chỗ này chỗ kia đồ. Dạ. Được còn ổng đi đứng không được nữa, đưa vô chỗ khác người ta đâu có nuôi bằng hai vợ chồng. Dạ cho nên là ông là về với bà đó, bà yên tâm đi nha, ông thương bà lắm đó bà.
bà thì phải... tôi lên với ổng hồi nào giờ lớp ăn lớp uống ổng biết rồi. Dạ. À, cái tặng là kêu ổng niệm Phật, ổng không niệm là cái hâm he ổng vậy làm cho ổng sợ vậy đó. Dạ. À, chứ đâu phải ghét ổng đâu, ổng mấy chục năm thương dữ lắm rồi. Dạ đúng rồi, ở mấy chục năm rồi. À, vậy. Bà với ông là ở nhiêu năm rồi bà? Ở hồi tôi 43 tuổi. 43 tuổi rồi. Ổng 41 tuổi. Dạ. Ở lâu năm lắm rồi. Dạ. Thì là ổng cũng đi bỏ đi 6 tháng rồi. Dạ. Người ta cắt khổ ổng tới năn nỉ, đừng cắt khổ để tôi kiếm chồng tôi về. Chồng tôi đi thăm bà con chơi, tại sao ở tà, bà con ta cầm ở lại hay gặp hoàn cảnh gì đó, ổng không về. Dạ. À, tới kiếm gặp ổng nói về, không biết em còn ở nữa không, hồi đó đâu có điện thoại, đâu có cái gì liên tục như vậy. Dạ. Nên đi xa biển biệt, không biết cuộc sống làm sao nên không dám về. Dạ, đi xa biển biệt luôn hả bà? Về lại quen người rồi, không có ai nuôi mình, rồi vất vả, không có tiền trả lợi. Dạ. Rồi bà nhớ nha, nhớ giữ gìn sức khỏe để đợi ông về nha. Cô chú ở đây ai cũng đều thương bà hết đó bà ơi. Bữa nay hồi đó nhà ảnh ở cái chỗ đó cũng như chỗ bây giờ vậy. Hồi đó thì Long Chiểu, bây giờ đổi lại là Long Tăng. Rồi cái cống bà Quẹo. Dạ. Cũng huyện thì huyện hồi đó đến cá, còn bây giờ kêu cái gì đó bình đông mình chịu hay gì đó. Dạ. Rồi lại tới chợ bún cá đó thì gặp ông. Dạ. Dạ. Để bà hết bệnh rồi con dẫn bà đi mua quần áo ha. Cho mang quần áo hả? Dạ. Bà thích không? Cũng thích nhiều chứ, cho cũng thích nhiều. Thay đổi cho lại lợn, ông ta khen ngợi mình, ta đánh bả được nhà tài trợ giúp, bây giờ thôi nay quần này áo kia. Dạ. Còn hồi đó bả đi lụm không, ai bỏ gì bả lụm hết. Dạ, thấy không? Đồ cô hồn các đảng cúng bả cũng phán lấy lụm về đầy nhà. Đó, thấy không? Bà thấy cô chú anh chị nói như bà mới nói đó, bà lụm tù lưu ở nhà riết mà, nó tù lưu hết trơn á. Đi ha. Đi người ta vào người ta mới cúng thấy đó đồ đạc đồ mới không à, thấy ham lắm. Thôi đừng có ham mấy cái đó nữa đồ. Dạ, bây giờ bà hết chấm ham nữa rồi. Dạ bà hứa hết chấm ham rồi phải không? Đem về đầy nhà đầy cửa tới chồng còn quảng hồn bỏ đi nữa. Chồng quảng hồn luôn á bà. Đó bởi vì bà thấy không bà cứ đem cái gì bà cũng đem về nhà hết rồi trong đó rồi gắn nghít mũi mồng rồi lúc đó mũi chích ông đó rồi bệnh hoạn nãy kia với bông bà đó. Đó, mũi rồi bà thấy lúc đó mũi dữ không? Dạ, với làm không kịp gì đâu á. Dọn dẹp không kịp tùm lum cái nhà hết mà ổng nói thấy mất gốm dọn dẹp lẹ đi. À. Để người ta lại người ta cười chết. Ổng à. Kêu tôi dọn dẹp không à. Cái tôi giận nói sao ổng không phụ với em mà cái gì cũng đòi em vậy đó. À, đó bà thấy không? À, cái gì cũng em không à. Dạ. Anh không làm tiếp cái gì cho nó khổ cực quá à. Dạ. À, tôi giận tôi nói cho hết giận đó. Dạ. Đi đâu đi về bà con nhà họ đi cứ bấu cái hoài à. Dạ. Ông nói không, tao không đi tao ảo hoài hả. À. Dạ. Rồi thấy tội nghiệp quá à. Thấy tội nghiệp hả bà? Ông thấy ổng vậy đó, ổng không còn ở chỗ nào mà ổng thích, cũng thích mình thì mình thích ổng luôn. Dạ. Chứ đánh người đi chứ đâu ai đánh người trả lợi đâu. Dạ. Ở với mình là mình thương. Dạ đúng rồi. Lúc mà hôm bữa bà nhớ con ẩm ông Tư lên không? Dạ. Cái lúc đó bà hỏi cái ông Tư cái gì thôi ông về bà đuổi ông về đó bà nhớ không? À. Cái ông nói bà đi hình như là bữa đó bà nói là bà đi cái gì á rồi ông nói bà đi là tôi chết liền đó bà nhớ không? Nhớ câu ông nói không? Tôi nói tôi đi cái nói lẫy nó giận ông cái ông nói sao vậy đó tôi đi cái ông nói bà đi tôi chết liền à. Dạ nghe cái câu đó. Dạ nghe câu đó bà thấy cảm động không bà? Dạ. Đó, bà thương ông cỡ đó ông thương bà luôn á. Dạ. Dạ con nghe bữa đó mà con rơi nước mắt luôn á, bà đi tôi chết liền á. Nghe rất là xúc động luôn. Chứ sao mà có ăn uống được. Dạ. Rồi ỉa đái trên nhẹ trên nhỉ. À cái đó ông ỉa ông ăn hay đái không hay luôn. Dạ. Ủa sao ông kỳ vậy cả. Ông não ốc anh sao. À tôi nói ông não ốc ông nói tụ. Trời ơi lụng nó không phải.
không phải tai biến mạch máu não mà nói đi khám rồi đó. Dạ. Nói không phải như vậy, ấy không phải vậy thì từ từ mình cho ổng. Dạ. Chứ thấy mấy người ai tai biến thì tai biến mạch máu não hay quên hay dạ. Không biết lắm. Dạ. Rồi giờ ổng hay biết rồi. Dạ, biết rồi đó. Bây giờ là có khi là ổng ăn ổng quên ổng nói ăn rồi không chịu dạ. Ăn. Dạ. Có khi cho uống nói uống rồi ép ổng nói mới chịu uống chứ không khi nào ổng dạ. Chịu uống hết. Dạ. Ổng về chảnh thì thật. Dạ, rồi tí nữa gọi cho bà thấy ông Tư nha. Dạ, tôi về tôi lo cho ổng chở khách nữa. Dạ. Rồi chở ổng đói bụng, ổng không biết nói đói, không biết được ăn nữa, thấy tội nghiệp vậy đó. Dạ. Tới giấc chiều tôi sẽ sợ đi mua cơm cho ổng ăn, tôi nhớ ổng. Dạ. Rồi giấc sáng cũng vậy, tới giấc giờ đi mua cơm ăn, đồ đó lo ăn, cái nhớ ổng. Nhớ, dạ. Còn bây giờ không biết ông sao bị ai cũng có công ăn sợ làm hết. Dạ. Cái ông lượng anh nói cái người này về ổng nó là vợ nó chắc vợ nó không dám lên mạng cho người ta thấy á. Thôi kệ bà, đừng nói đừng nói bà, đừng nói vậy đó, tại nghiệp nó dạ. Nó dám không cho người ta thấy á. Dạ đừng nói chuyện người ta bà. Bây giờ tôi cũng hết giận rồi mà lần dạ. Tôi tưởng nó cái người đó tại người ta giấu tôi chứ không lẽ người ta giấu không cho mọi người thấy. Dạ. Cái sự nghiệp ha. Dạ. Thôi vậy bà nghỉ ngơi đi, bà lên và lên giường nằm nghỉ đi bà cho khỏe nha. Dạ. Dạ. Rồi có gì chiều chiều con mua cơm lại cho ăn bà là ăn nha. Để tôi xin cho cậu một like. Dạ. Rồi bà xin cho con sao bà? Xin chú Thiến nhà tiền trợ trong và ngoài nước. Xin cho cậu Mạnh một like với một giấy đăng ký á bà, một giấy đăng ký đi dạ. Làm thiện nguyện dạ. Rồi xin cho cậu một like dạ rồi làm thiện nguyện dạ. Rồi con cảm ơn bà nha. Dạ được rồi bà. Con thay mặt cho cô chú anh chị chúc bà nhiều sức khỏe. Dạ, dạ rồi với bà nghỉ ngơi nha. Dạ. Dạ. Xin cho cậu đúng lại có được chưa? Dạ được bà, hay quá bà ơi. Cảm ơn bà. Dạ. Cậu làm thiện nguyện. Dạ. Để cậu giúp đỡ cho mọi người với cũng giúp đỡ con nước này cho cậu sao. Dạ. Vậy là bà xin cho kênh YouTube Hùng Mạnh TV á bà. Dạ. Một like. Dạ. Dạ rồi Mạnh xin khép cái video tại đây. Mình chúc quý cô chú anh chị ngày mới nhiều sức khỏe cũng như gia đình luôn hạnh phúc ạ. Rồi con chào bà nha. Dạ chào cậu. Chào bà. Chỉ chào mấy cô chú trong dạ. Ngoài nước. Dạ. Bà xin mấy cô chú hậu đỏ hậu tươi nuôi tươi tới cái nào mặn đời tôi thôi. Dạ. Nhờ cô chú giúp đỡ đừng bỏ bỏ cuộc. Dạ rồi cô chú dạ. Không có bỏ cuộc đâu bà. Dạ với là Phật. Dạ không? Rồi với bà nghỉ ngơi đi nha. Dạ, dạ rồi mình xin khép video tại đây, hẹn cô chú anh chị những video sau.